Nhân dịp Tết Nguyên đáng Tân Sửu 2021, lãnh đạo quận ủy Thanh Khê chiều nay đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đến thăm 6 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn vào chiều nay, lãnh đạo quận ủy Thanh Khê đã chia sẻ khó khăn và động viên các gia đình cố gắng khắc phục khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Lãnh đạo quận sẽ luôn quan tâm dành nguồn lực hỗ trợ để hộ nghèo, hộ khó khăn có điều kiện để làm ăn, vươn lên thoát nghèo, đặc biệt dành nguồn lực để chăm lo cho các trường hợp khó khăn có được cái Tết đủ đầy đậm ấm hơn. Trong dịp Tết Nguyên đáng Tân Sửu 2021, quận Thanh Khê đã huy động hơn 12,5 tỷ đồng để chăm lo Tết cho gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và người lao động khó khăn do Covid-19.